Thưa quý vị và các bạn, khi bước chân ra đường thì không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh của những người bán vé số rong ruổi dù nắng hay mưa. Cũng bởi ở miền Nam đang có khoảng 200.000 người bán vé số dạo. Bà con bán vé số dạo là những người ơn, nhưng không thể giúp vì chính sách chưa có. Đó là phát biểu đầy trăn trở của ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam tại Hội nghị Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 135 tổ chức tại tỉnh Bến Tre vào hôm qua. Cũng theo ông Nguyễn Quốc Chiến, hầu hết người bán vé số dạo đều có hoàn cảnh rất khó khăn và thu nhập bấp bênh. Đặc biệt, vào thời điểm này, nhiều tỉnh ở miền Tây mưa gió liên tục, người bán vé số dạo bán rất chậm và nguy cơ ôm vé rất cao. Tuy nhiên, hiện nay không có bảo hiểm và trợ cấp cho lực lượng này. Chính vì thế, Chủ tịch Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam kiến nghị nên có cơ chế chính sách cho những người bán vé số dạo để các công ty xổ số cũng như các đại lý có thể thông qua đó mà chăm sóc, hỗ trợ họ. Báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số khu vực miền Nam đạt 105.080 tỷ đồng, tăng 0,34% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận thực hiện trước thuế hơn 13.470 tỷ đồng. Bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, từ nguồn kinh phí phúc lợi và nguồn huy động đóng góp, các công ty xổ số ở miền Nam đã thực hiện hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội, đạt tổng giá trị 279 tỷ đồng.